Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan trên cả nước. Hôm nay ở lưới bán hàng này, em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một số cái hình cây của cái cây bà liễu. Bà liễu đột biến. Đây là cây bà liễu tím các cô chú anh chị. Thì các cô chú anh chị mình cũng chơi lan là cũng biết rồi đó. Tức là cây bà liễu. Bà liễu tức là năm cánh trắng, năm cánh trắng lưỡi tím. Còn đây là cây đột biến, thì nó là cây đột biến, tức là cây này là cánh nó là đột biến, nó màu tím luôn. Đây, em cho cô chú anh chị mình xem cái hình hình cây, tức là hai cái cánh này nè, đó là nó tím đậm. Còn ba cái cánh còn lại, nó chỉ là lem lem tím nhạt thôi, chứ nó không tím hết nha các cô chú anh chị. Nó làm cho cái hoa của mình nó nổi bật. Thì bà liễu này là một trong những cái dòng lan nắng xuyên hoa, sai hoa và rất thơm. Đây là cái dòng cây, đây là dòng cây đột biến, nên là cánh tím. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở tại sân vận động Long An, sau lưng khán đài A của sân vận động, mặt tiền đường Hùng Vương. Đây các cô chú anh chị, do trời mưa nên em qua vô nhà em ngồi em quay, mà giờ ông trời cũng mưa luôn rồi nè. Mưa quay hơi ồn chút nha các cô chú anh chị. Đây là bốn cái cọng đầu của liễu tím được tách từ cái chậu to. Bán cái chậu to thì sẽ khó bán nên là tách ra cho nó nhỏ tiền lại cho cô chú anh chị mình dễ sưu tầm. Thì hai cái cọng lớn nè, mã số 1, mã số 2 là 800k, mã số 3 là 650k, và cuối cùng là mã số 4, 550k. Thì cô chú anh chị nào ưng cái hình cây nào thì chốt hình cây ấy nha. Để em đo các cô chú anh chị mình xem nè. Đây là đây cái cọng này là 50 xăng nè. 50 xăng. 50 xăng là mã số 1 nha. Thôi để đo từng cây luôn đi. Đây. 50 xăng, thân lá êm. Mầm gốc. Đây, mầm gốc chuẩn bị lên. Bên này thì chắc nó nằm một khuất ở trong cái rễ nè. Đó, nói chung cộng đầu là đẹp tuyệt vời luôn nha các cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo, đây là mã số 2. Mã số 2 cái cọng này thì nó hơi ốm hơn cái cọng số 1 chút xíu. Nhưng mà được con cái là cái mắt gối nó lên nè. Cái mầm gốc nằm ở phía dưới nè các cô chú anh chị. Đó, cái mầm gốc nằm phía dưới nè, nó chưa lên. Và đây cái mầm gốc còn lại lên nè. Đó, để em đo nha. Cộng này cũng 50 luôn các cô chú anh chị. 50 luôn nha. Mã số 2 800k là 50 cent luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 3. 650k thì đây. Mầm gốc là sáng trưng. Mầm gốc sáng trưng là chuẩn bị lên nha. Rồi, để đo các cô chú anh chị mình xem cái chiều dài nha. 30 xăng đúng. 30 xăng đúng nha, 30 xăng. Đó. Liễu tím. Rồi, mã số cuối cùng các cô chú anh chị ơi. Mã số cuối cùng là mã số 4, 550k. Cái này mầm gốc chưa lên, tại cái cọng này nó còn hơi nhỏ, nó hơi non. Nên là nó chưa có lên nha. Thì cái cọng này nó được là 22 xăng nè. 22 xăng nha các cô chú anh chị. 22 xăng. Đó. Cọng nào cũng đẹp. Cô chú anh chị nào mình ưng hình cây nào thì chốt cây hình cây ấy. Liễu tím.
À, xin nhắc lại, số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở tại Sân Vận Động Long An, sau lưng khán đài A, mặt tiền đường Vương. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.